Xin chào mọi người, xin chào các chị em nghe. Thì không biết mấy chị gặp em mỗi ngày mấy chị có chán không, chứ ngày nào mà em được mấy chị xem video nhiều là em mừng lắm đó nha. Thì hôm nay cũng như mọi ngày luôn, em sẽ giới thiệu những cái sản phẩm bên em còn hàng cho mấy chị em mình có nhu cầu thì mình đặt hàng cho nó đúng mẫu nha mấy chị. Có nhiều khi nhiều chị em mình không biết á, mình coi những cái video quá xa thì bên em hết hàng rồi đó mấy chị. Thì bên em sẽ cố gắng cập nhật những cái mẫu còn hàng mỗi ngày cho mấy chị em mình theo dõi ha. Thì hôm nay em sẽ quay cái size số 5 nha mấy chị. Size số 5 á, là tầm khoảng á, là 64 tới 66 chứ, từ 66 tới 70 hoặc là 75 kg, mặc vừa, còn tùy theo chiều cao và tùy theo dốc dáng mỗi người nữa nha. Nhưng mà khi mà chị em mình á, là đã mua hàng bên em rồi mình mặc size số mấy á, thì mấy chị nhớ là lần sau mình đặt hàng lại đặt đúng cái size mà mình mặc vừa giùm em. Bên em sẽ thường xuyên thay đổi mẫu nhưng mà form dáng thì vẫn giữ á, là như bình thường cho mấy chị em mình mặc nó không có bị xê lệch nha. Bữa nay thì mấy chị á, là chịu khó theo dõi video hơi dài giùm em nha, tại vì hôm nay em sẽ quay cho mình được nhiều mẫu. Mấy chị em mình á là sẽ chọn được nhiều mẫu, tại vì em đi đơn 4 bộ là 200k được miễn ship á mấy chị. Em quay nhiều mẫu, nhiều màu, nhiều hoa văn cho mấy chị em mình có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Thì luôn luôn lúc nào thì bên em cũng nhớ đến các chị em mình, nhớ các chị em mà đã theo dõi bên em nè, đã mua hàng ủng hộ bên em, và còn á là giới thiệu được rất là nhiều người thân bạn bè mua ủng hộ thì bên em rất là mừng luôn và cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Nếu như chị em nào mà mình có dùng á là dây biên giải hoặc là giải cắt thảm thì mấy chị nói thì bên em gửi tặng cho mình nha. Tại vì nhiều khi á là hàng đã quá rẻ rồi, bên em không có giảm thêm giá được nữa. Để cảm ơn mấy chị, thì mấy chị có nhu cầu dùng á thì em sẽ gửi tặng cho mình nếu như chị em nào cần á nha. Rồi tiếp theo em sẽ quay những cái mẫu bên em có hàng. Hôm nay em sẽ quay size số 5 ha. Size số 5 là tầm khoảng 66 tới 70 75 kg mặc vừa, còn tùy theo chiều cao và tùy theo dốc dáng mỗi người nha mấy chị. Mỗi ngày thì em sẽ quay một size khác nhau, tại vì nó còn lẻ lẻ size lẻ màu á. Nếu như chị em nào mà mình xem mà không có đúng cái size của mình thì mấy chị cứ để lại bên dưới bình luận là chiều cao cân nặng, thì em sẽ sắp xếp video sau em sẽ quay cái đồ mà đúng theo chiều cao cân nặng cho mấy chị em mình chọn nha. Cái này là size số 5 nè mấy chị. Trước tiên á là quay hai cái kẹo chuối này luôn đi mấy chị ơi. Cái này á, là kẹo này á, là bên là mẹ của em làm, tại vì lớn tuổi rồi á, lớn tuổi rồi cũng không có làm cái gì hết trơn á, cho nên ở nhà cũng làm cái này nè. Nhà thì có chuối sẵn, làm cái này rồi đưa cho em bán, đem xuống đây cho em bán để kiếm tiền, để mà mình có đồng ra đồng vô á mấy chị. Cho nên chị em nào nếu như thương á mà mình có nhu cầu ủng hộ, mình có nhu cầu dùng á thì mấy chị cứ mua ủng hộ bên em, cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Một keo như vậy sẽ là 600 g, keo nào cũng vậy, đậu phộng lắc cũng là 600 g, kẹo chuối cũng 600 g luôn, là 60k một keo. Chị em mình có nhu cầu dùng thì nhớ là mua ủng hộ bên em luôn nha, tại vì cái này làm nhà cũng cố gắng làm ngon á, làm ngon để mình mà cho mấy chị em mình mua theo kèm theo đồ luôn, để không có tốn phí ship á mấy chị. Mỗi keo là 600 g nè. Cái keo này đậu cái kẹo chuối này nè, xào rất là cực luôn á mấy chị, tại vì xào khi mà mình xào có đường đồ, nó đường nó ra nước đó, thì nó rất là nhiều nước luôn ha. Mình xào đến khi nó kẹo nó dẻo lên thì rất là nặng xào luôn, nhưng mà mẹ em vẫn cố gắng làm ra những cái miếng kẹo ngon nha, là sẽ có nhiều nước cốt dừa cho mình nè, nhiều đậu phộng nè, còn cái bánh tráng ở ở ngoài thì nó rất là giòn và rất là ngon luôn, còn cái chuối bên trong thì nó rất là dẻo, cho nên nó là rất là ngon mấy chị em. Nếu như có nhu cầu dùng á, mình thích á thì mình cứ mua ủng hộ bên em nha. Còn đậu phộng này thì một keo cũng là 600 g luôn. Cái này á là bên trong sẽ là đậu phộng rang gòi rất là giòn và rất là ngon luôn, còn bên ngoài á là sẽ áo một lớp bột, trong cái bột đó nó sẽ có nước cốt dừa nữa mấy chị, và rất là vừa ăn luôn nha. Một keo là 60k, chị em mình có nhu cầu thì mấy chị cứ đi chung đơn để ủng hộ bên em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Rồi bên em còn có thêm mắm nè mấy chị. Mắm thì là cũng của người dì nha, do là em dùng ngon, cái mắm này là ăn rất là ngon luôn á mấy chị, nó rất là vừa ăn luôn. Mắm cá sặc với cá rô đặc biệt á là mấy chị kho rất là nhanh gã luôn, nước chỉ sôi lên thôi là nó gã hết trơn thịt luôn, chỉ còn xương trắng xác thôi chứ không phải là mình kho nó không có gã nha. Nhưng mà mắm này mấy chị chưng chiên kho ăn sống cũng được luôn nha, tại vì làm nhà làm rất là kỹ luôn á mấy chị. Một keo như vậy á em đã chọn cho mình thêm một chút đường nè, đã vừa ăn rồi nhưng mà em sẽ chọn cho mình thêm một chút đường nữa.
Có rất là nhiều chị em mình đó là đã mua rồi, nó rất là vừa ăn rất là ngon luôn. Nếu như chị em nào mà mình về mình khui ra mình ăn thử, nếu như mà cảm thấy chưa có hợp khẩu vị đó, thì mấy chị có thể niêm lại giùm cho em, thêm gia vị cho mình vừa ăn đó. Nhưng mà em cảm thấy rất là vừa ăn và rất là ngon luôn đó mấy chị. Một keo như vậy là 500g, giá sẽ là 60k. Cái này trộn sẵn chỉ khui ra là mình ăn thôi nha. Rồi còn cái này là mật ong nè, mật ong cũng của người nhà lấy luôn. Cái này á là mật ong 100% là nguyên chất, không pha bất cứ thành phần gì hết. Em á là chủ yếu là em bán đồ thôi, đồ á là bên em làm ra bán cho mấy chị em mình, còn những cái sản phẩm như kẹo bánh đồ mắm đồ là của người nhà hết. Cái này em chỉ bán giùm thôi. Cái mật ong này thì mật ong này của người nhà em luôn. Nửa lít như vậy á là 400k mấy chị. Nửa lít mật ong sẽ là 400k. Nếu như chị em nào mà mình có nhu cầu mình dùng ít á thì mấy chị lấy phân nữa thì em vẫn gửi cho mình là 200k nha. Nhưng mà em cam kết với mấy chị là 100% là nguyên chất, không pha bất cứ thành phần gì hết nha. Tại vì nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người luôn, mật ong đều là nguyên chất hết. Không có ai mà chịu mật ong pha hết nha, cho nên nó là mật này là mật nguyên chất 100%. Nếu như chị em nào mà mình tin tưởng á nếu như chị em nào mà mình tin tưởng, mình có nhu cầu sử dụng á, thì mấy chị cứ đặt hàng đi chung đơn thì bên em vẫn miễn ship cho mình luôn, hoàn toàn không có cộng thêm phí nếu như mấy chị em mình đi đơn 4 bộ đồ nha. Bên em á là luôn luôn lúc nào em cũng á là cảm ơn mọi người và cũng nhớ đến mọi người đã mua hàng ủng hộ bên em nè, giới thiệu được nhiều người thân bạn bè cho nên em bán được á là độ số lượng ngày càng nhiều hơn và gửi được nhiều tỉnh hơn á mấy chị, gửi được tất cả các tỉnh luôn nha. Mấy chị mua hàng thì mấy chị cứ yên tâm, khi mà mấy chị đặt hàng á thì em gửi tận nhà cho mình luôn. Có nhiều chị em mình hồi trước giờ chưa có đặt hàng á là online á cho nên mấy chị sợ ở xa gửi không có được, nhưng mà mấy chị cứ yên tâm nha, ở đâu gửi cũng tới hết luôn. Mấy chị chỉ cần cho em đúng địa chỉ của mình là ấp, xã, huyện, tỉnh và quan trọng nhất là đúng cái số điện thoại thì em sẽ giao tận nhà. Khi mà nhận hàng thì mấy chị em mình sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán nha. Rồi tiếp theo cái mẫu này em sẽ giới thiệu đến các chị em mình. Cái mẫu này là mẫu dây bèo nè mấy chị. Hôm nay em quay sẽ là size số 5 nha. Cái này là dây bèo nè, nền đen bông đỏ giùm em nè. Cái bông nhìn lên rất là nhu và rất là đẹp luôn nha. Cái này là đỏ bông giùm em. Chị em nào chốt bộ này thì mấy chị nói là đỏ bông giùm em nha. Có nhiều khi á là em quay đồ nhiều quá, với lại nhiều khi em cũng quá là biết ơn mấy chị đã mua hàng ủng hộ bên em cho nên nhiều khi em lên em nói nhiều á. Có nhiều chị em thì không có thích nói nhiều rồi, nhưng mà tại vì á là không biết nói gì hết trơn á, biết cảm ơn mấy chị thôi, cho nên á là em nhiều khi những cái trường hợp mà em sợ bị nhầm hàng của mấy chị á thì em nói lặp đi lặp lại nhiều lần thì mấy chị cũng thông cảm nha. Nếu như chị em nào mà mình không có thời gian rảnh để xem hết video á thì khi mà mình làm công việc mình có thể mở cái điện thoại mình để cặp một bên đó mình nghe cũng được nha mấy chị. Rồi chị em nào mà mình sử dụng Zalo gành á, mình thích mẫu nào nè, màu nào nè, mình chụp mình gửi qua bên Zalo cho em thì bên em sẽ chốt đơn nhanh hơn và chính xác hơn cho mình nha. Còn nếu như chị em nào mà mình đặt hàng qua số điện thoại á mà mấy chị muốn chọn màu á thì mấy chị ghi lại. Trước tiên là mấy chị phải cho em biết cái mẫu để em biết còn hàng hay hết nha. Trước tiên là cái mẫu nè, kèm theo cái hoa văn mà mấy chị thích nè. Mấy chị nghe em đọc nha, em đọc cái nào thì mấy chị ghi đúng cái đó thì mấy chị đọc bên nhân viên của em thì sẽ chốt liền cho mấy chị được. Còn nhiều khi mấy chị đọc theo là suy nghĩ của mình á thì nó khác với em đọc, thành ra nhiều khi mình chốt đơn nó bị trục trặc đó mấy chị. Nè cái này là mẫu dây bèo giùm em nha. Cái này là đỏ bông á mấy chị. Bữa nay có được nhiều mẫu cho nên em chỉ quay sơ lược cái áo thôi, không có quay cái quần nha. Quần thì vẫn là quần dài ống ôm bình thường nha mấy chị. Rồi cái này là hồng bông nè mấy chị. Mẫu là mẫu dây nơ giùm em nha. Màu là màu hồng bông nha mấy chị ơi. Rồi tiếp theo cái này là tím bông nè mấy chị. Tím bông nè. Bên em thì sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán nha. Nếu như chị em nào mà mình đã đặt hàng bên em rồi á mà chỗ nào mấy chị cảm thấy chưa vừa ý thì mấy chị cứ góp ý, bên em sẽ chỉnh sửa lại thêm cho ngày càng đẹp hơn nha mấy chị. Tại vì á là nhiều khi á nhiều mỗi người nhiều ý kiến khác nhau á thì bên em cũng cố gắng làm ra sản phẩm đẹp, cho nên mấy chị cứ góp ý nha, góp ý thì bên em sẽ chỉnh sửa lại cho nó đẹp hơn.
Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu cam cam bông nè mấy chị, em sẽ quay nhanh hơn một chút xíu cho nó rút ngắn thời gian lại ha. Cái này là màu cam bông giùm em nè, mẫu là mẫu dây bèo nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái này là xanh bông nè mấy chị, cái này là xanh dương bông giùm em nè. Mấy chị thấy cái nền đen nè, rồi lên cái bông màu lên nó nhìn nó rất là sang luôn á mấy chị. Chị em nào thích dây thì mấy chị chốt mẫu này giùm em nha. Cái này là dây bèo giùm em nha, xanh dương bông nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái này là xanh ngọc bông nè, màu này sẽ là màu xanh ngọc bông giùm em. Áo thì áo có ben hết nha, form dáng thì em vẫn giữ như cũ thôi, sẽ thường xuyên đổi mẫu cho mấy chị. Rồi cái này là bông nhí nè, bông nhí còn mấy bộ, chị em nào nhanh tay thì mình chốt liền thì có hàng giùm em nha. Bông nhí thì chỉ còn có mỗi một màu một bộ thôi mấy chị. Cái này là tím bông nhí, mấy chị nhớ là size số 5 giùm em nha, tầm 66 tới 70 hoặc là 75 ký mặt dừa, còn tùy theo chiều cao và tùy theo dốc dáng mỗi người khác nhau nha mấy chị. Này là tím bông nhí giùm em. Rồi cái này là xanh ghiêu nè mấy chị, xanh ghiêu bông nhí luôn ha nè. Xanh ghiêu bông nhí giùm em nè. Rồi cái này là đỏ bông nhí nè mấy chị. Cái này là màu đỏ bông nhí giùm em ha. Xay là xay số 5 nha mấy chị. Mấy chị khi mà xem video thì mình đừng có tua nha. Nhiều khi cái khúc quan trọng em nói thì mấy chị tua mất tiêu rồi, cho nên mình không có hiểu được á. Mấy chị cứ để đó mình nghe đi, mình đang làm công chuyện mình vừa nghe cũng được luôn ha. Cái này là xanh dương hoa văn bông nhí giùm em nè. Rồi tiếp theo em sẽ qua thêm mẫu khác nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái mẫu này sẽ là cái mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em nha. Cái này là cũng size số 5 luôn. Mỗi video em chỉ quay một size thôi để tránh cái tình trạng mà chốt đơn bị nhầm lẫn đó mấy chị. Cái này là size số 5 giùm em nè. Cái này là cổ vuông tim tay cánh tiên nha. Cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em. Rồi cái này là xanh nè mấy chị, xanh hoa văn chữ giùm em nha. Nè. Cái này là màu xanh hoa văn chữ giùm em nè. Rồi cái tiếp theo này là vàng hoa văn vuông nè mấy chị. Màu này sẽ là màu vàng hoa văn vuông giùm em nha. Nè. Đây là size số 5 từ 66 kg tới 70 hoặc là 75 kg mặt dừa. Em nói đi nói lại nhiều khi có nhiều chị em mình coi không có coi từ đầu đến cuối mà mình coi một khúc á thì mấy chị đều nghe được nha. Cái này là đi đơn 4 bộ là 200k được miễn ship, được giao hàng tận nhà và kiểm tra trước khi thanh toán luôn nha. Cái này là màu vàng hoa văn vuông giùm em. Cái này là xanh ngọc hoa văn chữ nè mấy chị, xanh ngọc hoa văn chữ nè. Mấy chị khi xem thì mấy chị nhớ là cho em xin những cái lượt thích nè, những cái lượt chia sẻ. Chị em nào chưa bấm đăng ký kênh thì mình nhớ bấm vào đăng ký kênh và bật luôn cái chuông thông báo để mình nhận thông báo được mỗi ngày nha mấy chị. Mấy chị vô mấy chị xem là mấy chị bấm cái nút thích là em biết là có nhiều chị em vô xem và có nhiều chị em thích. Em sẽ có nhiều động lực hơn để ra được nhiều mẫu hơn và có động lực quay mỗi ngày cho mấy chị em mình xem nha. Rồi cái này là màu kem nè mấy chị. Cái này là màu kem hoa văn cargo giùm em nha. Mẫu là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên nha mấy chị. Mấy chị lưu ý giùm em, cổ vuông tim tay cánh tiên nó khác. Cổ vuông bèo nó khác nha. Nè, cái này là vuông tim nè mấy chị, cái này là xanh dương. Xanh dương hoa văn chữ giùm em, xây là xây số 5, 66 tới 75 kg mặt dừa tùy theo chiều cao ha. Bữa nay nhiều mẫu quá cho nên mấy chị em mình chịu khó coi video hơi dài ha. Rồi cái này là hồng nè mấy chị. Hồng hoa văn chữ giùm em nè, hồng hoa văn chữ nha, tất cả là xây số 5 hết nha mấy chị. Rồi cái này là vàng hoa văn cargo giùm em nè, màu vàng hoa văn.
Rồi cái này là màu kem hoa văn chữ giùm em nè mấy chị. Màu kem hoa văn chữ size số 5 ha, tầm 66 tới 75 kg mặt vừa nha. Mấy chị em mình khi xem á, thì mấy chị nhớ là chia sẻ cho người thân bạn bè mình xem cùng xem, để chị em mình có nhu cầu á, thì mấy chị á, là đặt hàng chung được giá rẻ nha. 4 bộ là 200k miễn ship á mấy chị. Cái này là màu tím hoa văn chữ giùm em nè. Mua hàng bên em thì mấy chị cứ yên tâm nha, mình sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán cho tất cả các đơn hàng luôn nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái này là màu kem nè, màu kem hoa văn cargo dùm cho em ha. Cái này tất cả là size số 5. Mấy chị á, là đang xem á, mấy chị nhớ để lại những cái bình luận chiều cao cân nặng của mình nè, để em biết là những cái khách hàng của em đang xem á là mặc size số mấy, để video sau á em sẽ chọn những cái size phù hợp cho mấy chị em mình xem ha. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu xanh dương nè, màu xanh dương hoa văn cargo dùm em nè. Áo thì sẽ có bên trước và hai bên trước và hai bên sau luôn cho mình nha. Size thì size số 5, tầm khoảng 66 tới 70 hoặc là 75 kg mặc vừa. Còn tùy theo chiều cao và tùy theo dốc dáng mỗi người khác nhau nha mấy chị. Rồi tiếp theo em sẽ qua thêm một mẫu nữa nha. Mẫu này thì vẫn là quần dài luôn nha mấy chị. Size thì vẫn là size số 5 luôn dùm em, quần là quần dài ống ôm nè. Hai bên có hai cái túi nè. Cái này thì ngày nào em cũng nói, có nhiều khi chị em mình á là mới vô xem á thì em phải nói cho mấy chị xem mấy chị biết, còn có nhiều chị em đã xem rồi á thì nó vẫn như cũ nha. Rồi cái màu này là màu xanh dương hoa văn sọc dùm em nè, màu xanh dương hoa văn sọc dùm em. Mẫu á là mẫu cổ vuông vúng bèo rất là dễ thương nha mấy chị, giống mẫu em đang mặc nè ha. Mẫu cổ vuông vúng bèo nè mấy chị. Nhiều chị em theo dõi bên em và mua hàng thường xuyên bên em là mấy chị biết em mặc cái bộ đồ này là của nhiều lô trước rồi đó. Nhưng mà nó cùng mẫu á mấy chị, em mặc của nhiều lô trước rồi nhưng mà chất vải nó vẫn còn giữ được y nguyên luôn nè, thấy không? Bởi vậy em rất là thích cái vải này. Nhiều chị em mình mặc qua rồi cũng rất là thích luôn, tại vì cái vải mình mặc một thời gian nhưng mà nó không có bị sổ, nó vẫn giữ được như cái lúc ban đầu luôn nè mấy chị. Cái này là em mặc qua nhiều lô rồi đó, em cắt lại nhiều lô vuông bèo này luôn nhưng mà em vẫn còn mặc cái bộ đồ của mẫu cũ, của màu của mẫu cũ nè. Cái này là mẫu vuông bèo dùm em, chị em nào chốt thì nói là mẫu vuông bèo dùm em nha. Xanh dương sọc. Rồi tiếp theo cái này là xanh ngọc nha mấy chị. Xanh ngọc dùm em nha, xanh ngọc hoa văn lá nha. Đây là size số 5 nha mấy chị, size số 5 em mặc không vừa cho nên không có mặc cho mấy chị em mình xem được. Size số 5 là tầm 66 tới 75 kg, còn tùy theo dốc dáng của mỗi người và tùy theo chiều cao nữa nha. Rồi tiếp theo cái này là xanh ngọc nè mấy chị. Xanh ngọc hoa văn sọc dùm em, mẫu là mẫu cổ vuông vúng bèo nha. Nè, cổ vuông vúng bèo. Rồi tiếp theo màu này là màu tím nè mấy chị. Màu này là màu tím hoa văn sọc nha. Mẫu cổ vuông vúng bèo luôn dùm em nha. Có nhiều cô á là rất là dễ thương luôn. Cô không có xem được điện thoại cho nên cô xem trên tivi á, cô nói vậy nè, không có bấm đăng ký và không có bật chuông thông báo á. Ngày nào cô cũng lên coi của con hết trơn mà sao không thấy, không gài bộ con không có quay video hả? Nhưng mà thật sự ngày nào em cũng có quay nghe mấy chị, tại vì mình chưa có bấm đăng ký á, với lại mình không có bật chuông thông báo cho nên á là bên YouTube không có thông báo, không có hiện lên cho mình nha. Chị em mình nhớ là mình phải bấm đăng ký nè, mình bật luôn cái chuông thông báo thì khi mà em ra video thì bên YouTube sẽ thông báo cho mình và hiện lên đầu tiên luôn. Mình vào cái trang YouTube là sẽ có của em lên đầu tiên cho nên rất là dễ xem luôn nha. À, cái này là size số 5 cổ vuông vúng bèo dùm em nha, 66 tới 70 75 kg mặc vừa. Mấy chị nhớ là còn tùy theo chiều cao và tùy theo dốc dáng mỗi người chứ không phải ai 75 kg mặc cũng vừa nha mấy chị. Rồi cái này là màu đỏ hoa văn lá giùm em nè, màu đỏ hoa văn lá, mẫu là mẫu cổ vuông vúng bèo ha. 4 bộ là 200k nha mấy chị, 4 bộ là 200k mấy chị, mua hàng bên em cứ yên tâm, mình sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán cho tất cả các đơn hàng luôn ha. Và giao hàng tận nhà cho mấy chị em mình luôn. Rồi cái này là màu kem nè mấy chị, màu kem hoa văn sọc giùm em nè.
Chị em nào mà mình sử dụng Zalo gành đó thì mình chụp màn hình mình gửi qua, còn nếu như chị em nào mà mình không có sử dụng Zalo mình đặt qua số điện thoại thì mấy chị có thể ghi lại giùm em nha. Ghi lại rồi sau đó đọc cho bên em thì bên em sẽ chốt chính xác cho mình hơn nha. Rồi cái màu này là màu vàng nè mấy chị, màu vàng hoa văn lá giùm em nè. Mấy chị em mình có thể chốt tông sáng tông tối kèm theo mẫu giùm em cũng được nha. Bốn bộ là 200k được miễn ship, được kiểm tra trước khi thanh toán và mình nhận hàng tại nhà luôn nha mấy chị. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu xanh gieo giùm em nè, mẫu là mẫu cổ vuông vúng bèo giùm em, tay là tay cánh tiên rất là dễ thương luôn ha nè. Giống mẫu em đang mặc nè mấy chị, áo thì áo có ben hai bên trước và hai bên sau cho mình luôn. Mặc cái form dáng rất là thon thả, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Nếu như chị em nào mà mình về mình có bụng á thì mình có thể nới ben ra, mình mặc sẽ thoải mái hơn nha. Rồi chị em mình có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp cũng được. Ở dưới góc màn hình đó em có ghi cái số điện thoại đó là có Zalo luôn, mấy chị cứ kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp cũng được luôn nha. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.